Ở tập trước, Hoàng tử Jem đã vào được lâu đài, vượt qua hai con sư tử và tìm thấy công chúa xinh đẹp là Gloria. Công chúa chỉ cho Jem nơi có nước trường sinh, nhưng đang đi thì Jem quá mệt nên nằm nghỉ đến khi trời tối. Jem chạy như bay tìm nước trường sinh và rời khỏi lâu đài khi đồng hồ bắt đầu điểm 12 tiếng. Cảm ơn anh, chàng trai dũng cảm. Nhờ anh mà chúng tôi thoát khỏi kiếp quá đá bao nhiêu năm qua. Không có gì, tôi cũng cố gắng lấy được nước trường sinh cho cha tôi nữa. Tôi đã băng bó chân cho anh rồi, nay mai anh sẽ khỏe lại thôi. Cảm ơn anh. Tôi xin tặng anh thanh gươm thần này, nó sẽ giúp anh chiến thắng bất kỳ trận chiến nào. Còn đây là một chiếc bánh, ăn không bao giờ hết. Tôi xin tặng anh để đền ơn cứu mạng. Mọi người không cần làm vậy đâu. Tôi đã lấy được nước trường sinh, còn mọi người được giải thoát, lâu đài cũng không còn bị lời nguyền nữa. Anh cứ nhận đi, anh rất xứng đáng. Phải đó. Vậy tôi xin nhận. Cảm ơn mọi người.